không sao, dạng các bạn nhận 650 token có ký hiệu là BIPL các bạn, trên một cái sàn Bitsell. Con này đó list trên một cái sàn Coin24 các bạn, và có Coin24 có số lượng người giao dịch, có số lượng người mua đông lắm các bạn. Để tham gia giá các bạn click phần link mô tả, đăng ký một cái mail password, xác nhận password, rồi các bạn bấm vào nút register. Hai các bạn chờ chút nha các bạn. Rồi. Mà dự án này yêu cầu các bạn phải KYC luôn, mình sẽ hướng dẫn các bạn KYC nha các bạn, rất dễ luôn. Mau mau đi tờ vô khỏi mèo compete luôn. Rồi cái sàn này giờ đăng ký lên vô luôn các bạn, không có mèo gì các bạn. Không. Này lấy IP, địa chỉ IP mình luôn à. Các bạn chờ chút nha các bạn. Đang lót dự án các bạn ơi. Dự án mới mà. Các bạn sau khi nấy rồi các bạn login vào các bạn. Con này khỏi vào mail config các bạn. Hồi các bạn có kiểm tra về mail các bạn. Các bạn login đi. Mình không có thấy nó thông báo gì cái mail nè. Trong thời gian người đợi mình qua kiểm tra mail nha các bạn. Ship ơi, nó gửi về cái mail các bạn ơi. Các bạn vào mail config nha các bạn. Bắt sale nè, bit sale nè. Đủ 0.7 20 đô. Phi coi ai gấp về quá nhiều các bạn ơi. Nguồn mình lấy nguồn ai gấp uy tín nha các bạn. Tại vì chưa các bạn làm theo mình, chưa có chương trình ai gấp chưa kết thúc nha các bạn. Chưa cũng nè, chuyện du và khao nè. Các bạn sẽ du request 10.000 euro Bitcoin có ký hiệu là BIPL. Mày không đợi. What you 10.000 euro Big Sell Firm Bitwit Wallet. Mười euro. Con này các bạn tham gia có khoảng nhận được con 10 euro các bạn. Rồi đây mình đắp in cho các bạn. Có nói cái nền tảng xe thì can của nó chấp nhiên nó các bạn. Giờ mình cho các bạn coi nha các bạn. Nó có con chắc của nó nè. À, con chắc của nó nè các bạn. Vậy là mà, dự án này là chắc ăn 100% nha các bạn. Nó đã có con chắc trên nền tảng Ethereum.io như là uy tín 100% nha các bạn. Các bạn yên tâm mình chiến nha các bạn. Rồi đây mình login vào các bạn. Con này là login này, mình login đây. Rồi ta. Rồi các bạn login vào nha các bạn. Rồi các bạn, sau khi các bạn login vào mình hướng dẫn các bạn KYC các bạn. Các bạn lướt xuống nè. Các bạn bấm vào nút verify cây xanh nè các bạn. Đây có đi deposit trên đâu nè. Rồi các bạn quá đẹp. Đây mình coi thông tin cái giúp các bạn. Ồ con này khá là ngon các bạn bấm vào verify cây xanh nè. Sàn lót dán lâu quá. Rồi các bạn bấm vào in right pin, các bạn copy đường link chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận token các bạn. Mình hướng dẫn các bạn cái xe các bạn.
Rồi vậy là cái xanh nè. Nú 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 cái C. Not về nú đu đu quýt. Rồi có nhấp vào một bát em ạ. Rồi các bạn bấm vào nút quýt Serify no submit request nha các bạn. Các bạn bấm vào nút xe đăng verify nha các bạn. Các bạn chờ chút nha. Bà chó luôn. Continue email what work. Rồi các bạn cái email với bắt quạt hồi nãy nha các bạn. Các bạn đăng ký bên cái sàn kia, các bạn bấm vào các bạn. Continue. Bắt buộc sai. Các bạn bắt buộc trùng dưới sàn đấy các bạn. Bà nào cái máy. Trời chán chường, không nổi để mà nhảy hoài, sao tôi dừng nó được. Rồi bấm continue các bạn. Rồi, rồi các bạn fit name. Fit name các bạn ghi họ tên các bạn. Quần dân ảnh. Anh em các bạn ghi dân anh nha các bạn. Ghi nhớ không dấu nha các bạn. Quỳnh dân anh gì đi. Rồi đây thì ngày sinh nha các bạn. Ngày tháng năm sinh. Birthday. Chọn đại nha các bạn. Mình chọn các bạn chọn ngày tháng năm sinh của bạn nha. Rồi đây chọn quốc gia Việt Nam. Việt Nam đồ chơi. Việt Nam đây nha các bạn. Chọn rồi. Đây dùng quốc gia Việt Nam rồi một kỳ nhảy khơi 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 rồi dùng quốc gia Việt Nam các bạn. Rồi bạn bấm nét nha các bạn. Rồi tới đây thì các bạn địa chỉ của mình nè, số nhà. City là thành phố. Barcode này thì các bạn lên Google gõ giúp mã giúp code của mình nha các bạn.
Còn cái dòng này thì mình sống ở đâu đó vô vô, mình sống ở ấp Thành Lợi xã Vinh Trung thì ghi vô các bạn. Còn này thì thành phố, các bạn sống thành phố nào thì ghi vô. Rồi cái này con chi này ra ta. Các bạn lướt nhấp xuống. Các bạn chọn Việt Nam nha các bạn. Còn ba cái này các bạn bỏ nha các bạn đừng có nhấp vô các bạn. Cái này là bạn nhấp vô là cái xe không được đâu. Rồi bấm nét nha các bạn. Đây mình ghi đại nha các bạn. Hồi mình bắt. Tại hồi mình cây xe lại các bạn. Nét. Này mình demo cho các bạn, hướng dẫn các bạn. Mẹ nó. Nhấp Thành Lợi sẽ Vinh Trung. Châu Phú. An Giang. Này mình sống ở Châu Đốc. Mày giúp quốc gia Việt Nam. Mày giúp code mình 90.000. Rồi bấm bấm nét nghe không. Cái đây thì cái này thì ID nha các bạn chọn bắt bo hay card, mình khuyên các bạn chọn là ID card nha các bạn. Cho nhấp vậy ID card nha các bạn. Rồi các bạn ghi số ID của mình lên các bạn. Rồi các bạn tải lên cho mình một cái bức ảnh mặt trước nha các bạn. Đây số ID mình demo luôn. Hai bốn hai bốn sáu tám chín này mình demo cho các bạn nha các bạn. Rồi các bạn up lên một bức ảnh mặt trước và một bức ảnh mặt sau nha các bạn. Rồi bạn bấm nét nha các bạn. Ủa cái này con số verify ID, cái này là ngày phát, ngày cấp ID. Dù ngày cấp cái ngày ID của bạn đó, còn này là ngày hết hạn nha các bạn. Cái này hết hạn các bạn bỏ cũng được. Rồi bạn bấm nét nha các bạn. Rồi các bạn chọn lên cho mình một cái tệp không, một cái bức ảnh giấy chứng minh nhân dân mặt trước nha các bạn, hoặc passport ID gì đấy các bạn, mặt trước và mặt sau. Mình khuyên các bạn ra một cái tờ giấy là cái tem nó sao ta BGL, cái tem này là cái tiền điện tiền nước gì nè, mà mình khuyên các bạn nào mà không có tiền điện tiền nước, các bạn chọn giấy chứng minh nhân dân mặt trước, giấy chứng minh nhân dân mặt sau. Còn cái hình này là cái bốt bo mặt trước của mình các bạn. Miễn hai cái này cho nó khớp với nhau, các bạn hiểu ý không nữa. Nếu các bạn chọn cài xe bốt bo thì cái mặt trước mặt sau, còn cái chọn cái tệp này thì các bạn giấy chứng minh nhân dân các bạn, là hai cái nó khớp với nhau là mình cài xe được các bạn. Vậy video mình kết thúc, mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn các bạn. Em quay lại. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha các bạn. Để mình chạy xe các bạn ơi.